hộ của mọi người qua số điện thoại là 0829160355. Dạ em xin vô cây đầu tiên có mã số là 79 nha mọi người. Rồi, hoành thân của nó là 16. Chiều cao là 93. Kính bầu là 27. Lá sắn bông chùm nha mọi người, hoa rất là thơm. Mã số 79. Em xin giao lưu là 350.000 em bao ship. Bầu đất rất là cứng nha mọi người. Không có bể bọng gì, cây có vấn đề gì thì em sẽ thông báo cho cô chú anh chị biết ạ. Mã số 80. Một cây lùng nha mọi người. Đế đều ha, đế đều cộng lực luôn. Đâm chồi mảnh hết rồi. Mã số 80. Hoành em đo ở vị trí này là 23. Gần 24 luôn á mọi người. Cao nó là 43. Kính bầu là 26. Cây này đế đều nha mọi người. Mã số là 80. Em xin giao lưu là 400.000 em bao ship. Hoành ở vị trí đây là 34 nha mọi người. Cao nó là 75. Kính bầu nó là 34. Mã số 81. Em xin giao lưu là 700.000 em bao ship. Mã số 81. Hoành thân nó là 17. Chiều cao là 89. Kính bầu là 29. Cây 79. Ủa cây này em quay rồi. Cây 79 em xin giao lưu là 350. Cây này em quay rồi mà em quay lại nè mọi người. Hoành thân 20. Cao 77. Kính bầu là 24. Mã số 82. 300.000 em bao ship. Ở đây là 31. Mã số 83. Chiều cao là 90.
bầu nó là 26. Mã số 83 em xin giao lưu là 450.000 em bao ship. Mã số 83. Rồi mã số 84. Cây này nó đâm chọi mạnh luôn à cô chú anh chị. Đế là đế đều nha mọi người, đế đều 24 chờ hết luôn. Thôi đế đều. Đâm chọi khá là mạnh luôn. Hoành cây này nó là 28. Cao là 56. Kính bầu là 33. Mã số 84. Em xin giao lưu là 600.000 em bao ship. Mã số 84. Chỉ có 600.000 thôi nha cô chú anh chị. Số 85, 350.000 em bao ship. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại là 0829 160 355. Dạ em xin chào.